Tô xã và tô sẵn khô, tăng là các bậc tịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn. Ý theo chánh pháp, u chư bát tí bạn nô, phá ra quá tô xã và ca sẵn khô, tăng là các bậc tịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn. Y theo thánh pháp, nhà gia bát tí bạn nô, phá ra quá tô xã và ca sẵn khô, tăng. Con đã thỉnh pháp sư xong ạ, xin gửi mic lại cho Vinh Kinh ạ, kính mời Vinh Kinh thử mic ạ. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sa Khả ya. Kính lễ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Nghe nhỏ nữa xin chị Quỳnh mai biết là nghe lớn rồi nghe nhỏ quá khổ ghê nghe chưa nghe rõ chưa alo 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 rõ chưa rõ ha kính chào chưa vẫn bước tăng lần nữa cũng sẵn như nói với quý vị mình do để coi như là để dạy học ha để dạy chứ không phải là giảng sư không phải là pháp sư nha thỉnh pháp sư là cái tục lệ của Rôm làm vậy thôi hay là lần tới mình khỏi thỉnh pháp sư mà cần quá nói mời giáo làng lên mời thầy giáo làng lên dạy học cho nó gọn trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt arahant samma sambuddho phagava buddhang phagavang tang avivadeyami svakkhato phagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phagavato savakasangho sanghang namami Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa Sama sambuddhamattulang sasattham magandottamang apivadiyapasissang apithammapasanggahang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sa Khả ya. Kính thưa quý vị là vừa rồi hình như là học tới tâm sở tầm thì phải ạ à? Học hết tâm sở tầm chưa cô Nhật Quỳnh ơi hết hả à, dứt điểm hết ha rồi bây giờ chúng ta trước khi học tiếp cái bài mới mời cô Nhật Quỳnh post cái bài Bali tới tâm sở lần nữa để cho quý vị lên luyện giọng Bali lại cho nó ngon lành ha hy vọng kỳ này là đạt tiêu chuẩn cao đó. Lần này là đọc lại lần thứ ba đó à, mà đọc không được 10 điểm nữa là thôi vì đọc cho kỹ đọc từ từ đọc tới đó phân câu cho nó rõ ràng tại vì đây mình học là học online thành ra nó khác với bài học trực tuyến học trực tiếp nếu học trực tiếp ngoài thì nó dễ mình để cái viết cái bài lên bảng rồi mình học trực tiếp dễ ai đọc sai thì phạt quỳ gối liền nó dễ hơn còn đến đây phạt quỳ gối không được rồi xin mời quý vị lên đọc tiếp nha đọc lại cho nó luyện lại cái Bali ha dạ rồi mời quý thầy ạ
Dạ sa thủ kính cảm ơn huynh kinh. Nam mô Bích Hai giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Ngọc Quỳnh kính chào điều tràng. Dạ chị Mata ơi, chị có thể tiên phong đọc trước không chị? Cảm ơn Hoa Nguyệt cho Ngọc Quỳnh biết được tín hiệu. Tại vì chị cũng có nghỉ học vài tuần đó. Nếu chị có tiên phong đọc trước thì kính mời bằng tay của chị. Với lại nữa Ngọc Quỳnh thấy hai ngày nay rồi sao chị cứ té lên té xuống hoài, và chị có thể cầm mic được không chị Meta, hay là chị đi về còn mệt chị chưa cầm mic được? Dạ năm mươi bích hai giá. Dạ vậy kính mời chị ha. Dạ kính mời chị Nhược Bình bớt bài ra để chị đọc trước ha. Dạ dạ nam mô bố thầy giá, nam mô thầm ma giá, nam mô sàng khà giá. Còn kính lễ ngài trí đức, kính lễ chư tôn đức tăng, cùng kính lễ quý bảo cô tu nữ, còn kính lễ cô tu nữ khê ma. Còn kính chào toàn thể đạo tràng. Con đã mất hết ba bài học nhưng mà mấy hôm nay thì con cũng chưa có được tỉnh hồn, nhưng mà con cũng có dò bài lại. Thì thôi con cũng đọc đi, có gì sai thì có huynh kinh sửa. Dạ con xin đọc. Vậy cô Nhật Quỳnh bốt bài để Meta xin đọc ạ. Tâm sở chê ta xí cá đi quý banh nha xá chê ta xí cá. Có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1. Tâm sở tợ tha anh nhá xá ma ná chê ta si cá. 2. Tâm sở bất thiện á cú xá lá chê ta si cá. 3. Tâm sở tịnh hảo xô phá ná chê ta si cá. A lớn tâm sở tợ tha anh nhá xá ma ná chê ta si cá. Có 2 nhóm. 1. Tâm sở biến hành xô bá chít tá sa tha ra ná. Có 7. 1. Xúc phát xá. 2. Thọ quê đá na. 3. Tưởng sanh nhà. 4. Tư chê tá na. 5. Nhất hành ê gá ta. 6. Mạng quyền chi quý tinh rí giá. 7. Tác ý má ná xí ca rá. Hai la mã tâm sở nghiệp cảnh bá kinh na cá chê tá si cá. Có 6. 1. Tầm quý tắc cá. 2. Tứ quý cha rá. 3. Thắng giải á thí mộc khá. 4. Cần quý rí giá. 5. Hỷ bi tí. 6. Dục chanh đá. B. Tâm sở bất thiện á cú xá lá chê ta si cá. Có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1. Si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4. 1. Si mô hô. 2. Vô tàm á hí rí căng. 3. Vô quý á nốt tắp bằng. 4. Phóng dật út thắt chằng. Nhóm 2. Tham phần có 3. 1. Tham lô hô. 2. Tà kiến đích thí. 3. Ngã mạn ma nô. Nhóm 3. Sân phần có 4. 1. Sân đô xô. 2. Tật ít xa. 3. Lận mắt chá rí văn. 4. Hối cút chút căng. Nhóm 4. Hô phần có 2. 1. Hôn trầm thi năng. 2. Thủy miên mít thăng. Nhóm 5 có 1. Nghi quý chí kích trà. Dạ cảm ơn Vinh Kinh. Mặc dầu ba bài qua không có học nhưng mà cũng cố gắng. Dạ cũng được 8 điểm. Dạ cảm ơn Vinh Kinh.
Dạ, cảm ơn toàn thể đạo tràng, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Dạ, mấy ta xin nhận mình lại cho Quỳnh Trinh. Tâm sở chê tá si cá viết bàn ná xá chê tá si cá có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. Thứ nhất là tâm sở tợ tha an nhá xá ma ná chê tá si cá. Thứ hai là tâm sở bất thiện á cú xá lá chê tá si cá. Thứ ba là tâm sở tịnh hảo sô bá ná chê tá si cá. Lớn tâm sở tự tha anh nhá xá mà ná chê tá xí cá có 2 nhóm. Một là mã tâm sở biến hành sát bá chích tá xa xa tha ra ná có 7. Một là xúc phát xá, hai là thọ về đá na, ba là tưởng sanh nha, bốn là tư chê tá na, năm là nhất hành ê cắt giá ta, sáu là mạng quyền chí ví tinh trí giá, bảy là tác ý má ná xí cà rá. Số hai là mã tâm sở biệt cảnh ba kinh ná cá chê tá xí cá có 6. Một là tầm ví tắc cá, hai là tứ ví cha rá, ba là thắng giải á thí mốc khá, bốn là cần quý lý giá, năm là hỷ bi tí, sáu là dục tranh đá. B lớn tâm sở bất thiện á cú xá lá chê tá xí cá có 14 chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4. 1 là si mô hô, 2 là vô tàm á hí đi căng, 3 là vô quý a nốt tắp băng, 4 là phóng vật út thắp chăng. Nhóm 2 tham phần có 3. 1 là tham lô bô, 2 là tà kiến đích thí, 3 là ngã mạn ma nô. Nhóm 3 sân phần có 4. 1 là sân đô sô, 2 là tật ít xa, 3 là lẫn mắt chá đi dân, 4 là hối cút cút chăng. Nhóm 4 hôn phần có 2. 1 là hôn phần hôn trầm thi năng, 2 là thủy miên mít thăng. Nhóm 5 có 1 là nghi ví chí kích cha. Dạ con đã trả bài xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Giá. Dạ, xin niệm từ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Niệm từ có lên đọc bài được không? Niệm từ. Dạ, cô Khê Ma có lên đọc bài được không cô? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Thi Lâm có, bây giờ có về chưa? Đọc bài được không Thi Lâm? Dạ, kính mời cô Khê Ma.
Cảm ơn Nhật Quỳnh nha. Tôi nè xin tại hơi hơi làm biến chút, động không không giỏi thành ra làm biến. Tâm sở Sita Sika viết bạn bạn nhà xa Sita Sika có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. Một là tâm sở tự tha Anya Samma Mada Sita Sita. Hai, tâm sở bất thiện Asusala Sita Sika Sika. Tâm sở tịnh hảo Suhana Sita Sika. Tâm sở tội tha Anya Sammana Sita Sika có hai nhóm. Tâm sở biến hành Saba Sita Sada Rana có bảy xúc pha sa thọ Vedana, ba tưởng Sanya, bốn Sitana, năm nhân hành Ikagata, mạng quyền Yuitika, tác ý Manasika Kara. Tâm sở biệt cảnh, hay là mã tâm sở biệt cảnh Bakinaka Sitasika có sáu tâm. Pitaka hai, tứ Ikara ba, thắng giải Adimoka bốn, cần Viriya năm, hỷ Viti dục Trang Đa. B, tâm sở bất thiện Asulala Sitasika có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1, si phần tâm sở bất thiện biến thành có 4, si moho vô tạm ari ahi đi khăn đi khăn vô quý anota bằng 4 phóng nhật yura kham yura cham. Nhóm 2, tham phần có 3, tham lobo tà kiến đi thi 3 ngã mạn nam mô. Nhóm 3, sân phần có 4, sân đô xô 2, tật ê sa lận mát cha đi dân 4, cu chăng. Nhóm 4, hôn phần có 2, hôn phần thi năng thủy miên mỹ tăng. Nhóm 5 có 1 nghi Visi Kicha. Dạ thưa, mời vị nào trong. Cảm ơn Quỳnh. Mời điểm từ cầm mic nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Tri Đức, và con kính lễ Cô Khe Ma, cảm ơn Cô Khe Ma. Dạ, kính chào Vinh Kinh, và kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Dạ, niệm từ xin trả bài hôm nay ạ. Tâm sở,
Chetasika Vipanya Sa Chetasika có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1. Tâm sở tự tha Anya Saman. Dạ, rất mít rồi. Dạ, dạ Niệm Từ xin đọc lại từ đầu. Không biết sao mà cầm mít nó cứ rớt hoài ở xích một bên đây. Tâm sở, Chetasika, Vipanyasa, Chetasika, có 52 loại tâm sở. Dạ, xích một bên có nghe được không xích một bên? Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Sư Trần Đạo. Vì Sư Nhật Quỳnh cho lợi cái phần đầu mỗi Sư Nhật Quỳnh. Cảm ơn Sư Mê Ta. Dạ, có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1. Tâm sở tự tha Anyasa Mana Chetasika. 2. Tâm sở bất thiện Akusala Chetasika. 3. Tâm sở tình hảo Sofana Chetasika. A lớn, tâm sở tự tha Anyasa Mana Chetasika có 2 nhóm. 1. Tâm sở biến hành Sappacitta Savarana có 7. Số 1 xuất phát xá. 2. Thọ Vedana. 3. Tưởng Samnya. 4. Tư Chetana. 5. Nhất hành Ekagata. 6. Mạng nguyện Vichitinriya. 7. Tác ý Manasikara. 2. Tâm sở biệt cảnh Bakinyaka Chetasika có 6. 1. Tầm Vitaka. 2. Tứ Vichara. 3. Thắng giải Afikmukha. 4. Cần Viriya. Hỷ Pitti. 6. Dục. Nam mô Bích Thai giá, dạ mời Niệm Từ cầm mic trở lại à. Nam mô Bụt Tha giá, dạ Niệm Từ không cầm mic được. Xích Tư Mẫn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Tư Mẫn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ bớt bài lại từ đầu để cho Tư Mẫn đọc à. Châu Nguyễn vô cũng té lên rớt xuống. Dạ, mời Tư Mẫn nha, Nhật Quỳnh bớt bài lại.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin rằng. Dạ, em cảm ơn chị Diệu Quỳnh. Mạng sao nó yếu quá, nãy giờ nó rớt qua, rớt vô hoài. Dạ, con kính lễ. Con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ dạ, con xin kính lễ Sư Trí Đức. Dạ, kính lễ Thầy Kinh. Kính chào Thầy Kinh, Sư Nhật Quỳnh và quý anh chị, anh chị em và chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Tự mẫn xin đọc bài Tâm Sở Bất Thiện. Akusala Cheta Sikha có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1, một si phần tâm sở bất thiện. Biến hành có 4: một si mô hô, hai vô tàm ahirika, ba vô quý anuttapa, phóng dật upaccha. Nhóm 2, tham phần có 3: một là tham lô hô, hai tà kiến ditthi, ba là ngã mạn mano. Dipa nhàn sa, vi bà nhàn sa, cetasika, vi bà nhàn sa, cetasika có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm: tâm sở tợ tha, anya, samana, cetasika. Số 2, tâm sở bất thiện, akusala, cetasika. Số 3, tâm sở tịnh hảo, sofana seta sikha. Tâm sở tợ tha, tâm sở tợ tha Anya Samana Cetasika có 2 nhóm: tâm sở biến hành Sapasita Saparana có 7 xúc, Pasa thọ, Vedana. Số 3, tưởng Sanya. Số 4, Cetana. Số 5, nhất hành Ekagata. Số 6, mạng quyền Vichiwitinriya tác ý Manasikara. Tâm sở biệt cảnh Bakinaka Cetasika có 6 tầm: một là tầm vi thắc khá, số 2 tứ vi trà ra, số 3 thắng giải, athimokha, số 4 cần vi rí giá, số 5 hỷ bì tí, số 6 dục chanh đá. B, tâm sở bất thiện Akusala Cetasika có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 là si phần tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện biến hành có 4: một si mô hồ, hai vô tàm ahirika, số 3 vô quý anuttapa, phóng dật, 4 phóng dật upaccha. Số 2, tham phần có 3: tham, một là tham lô hô, hai là tà kiến ích thí, ba là ngã mạn mano.
Dạ, à, con nghĩ là con đã đọc hết bài. Nhóm 3 phần, nhóm 3 sân phần có 4, một là sân đô sô, hai là tật ý xạ, ba là lận Machariya hối là khúc khu chá. Nhóm 4 hôn phần có 2, một là hôn trầm thi năng, số 2 là thị miên minh phát. 4 5 nhóm 5 có 1, nghi là quyết chí kích chạ. Dạ, à, con đã đọc xong phần bài. Dạ, con cảm ơn thầy Kinh và dạ, Xích Nhật Quỳnh cùng quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin dâng mết dài cho người kế viết. Nam mô Bích Hà dạ, và dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Tự Mẫn. Dạ, Trọng Nguyễn ơi, Trọng Nguyễn có đọc bài được không? Con nghe con có đọc bài được không? Dạ, hãy được thì đưa bàn tay lên đi, đọc đi. Dạ, đọc bài đi rồi trong chúng ta còn học. Thấy cho Nguyễn té lên té xuống rồi mời Trọng Nguyễn nghe. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Cô Khe Ma, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Tâm Sở Chê Tá Xí Cá Đuy bàn nhà xá chê tá xí cá có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1. Tâm sở tợ tha an nhá xá mà ná chê tá xí cá. 2. Tâm sở bất thiện á cú xá lá chê tá xí cá. 3. Tâm sở tịnh hảo sô phá ná chê tá xí cá. A. Tâm sở tợ tha an nhá xá mà ná chê tá xí cá có 2 nhóm. 1. Tâm sở biến hành sắp bá chít tá xà thà rá ná có 7. 1. Xúc phát xá. 2. Thọ quê đá nà. 3. Tưởng sàn nhà. 4. Từ chê tá nà. 5. Nhất hành ê cách gá tà. 6. Mạng quyền chi quý tiền rí giá ra, con xin lỗi, chi quý tiền rí giá. 7. Tác ý má ná xí cà rá. 2. La mã tâm sở biệt cảnh bắt nát cá chê tá xí cá có 6. 1. Tầm quý tắc cá. 2. Tứ quý cha lá. 3. Thắng giải át thí mốc khá. 4. Cần quý rí giá. 5. Hỷ bi tí. 6. Dục chanh đá. B. Tâm sở bất thiện á cú xá lá chê tá xí cá có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4. 1. Si mô hô. 2. Vô tàm á hí rí căng. 3. Vô quý á nóp tắp băng. 4. Phỏng dật út thắt chăng. Nhóm 2 phần có
3, 1, tham, lô phổ, 2, tà kiến, đích thí, 3, ngã mạn, ma nô. Nhóm 3, sân phần có 4, 1, sân, đô sô, 2, tật, ít xa, 3, lận, mắc chá rí dăng, 4, hối, cút, cút, chăng. Nhóm 4, hôn phần có 2, 1, hôn trầm, thi năng, 2, thủy miên, mít thăng. Nhóm 5, có 1, quý chí kích cha. Dạ, thưa con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con kính dâng lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con thành kính lĩnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa vào đạo tràng. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ sư có đọc bài không? Con sẽ bóp bài lên cho sư đọc ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ thượng tọa Thanh Tâm có nghe được con không? Dạ sa thú con kính nhân bích tính sư. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ đạo tràng chúng con không nghe được âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Cảm ơn cho Nguyễn. Vậy là máy thư có vấn đề rồi. Dạ sư nghe, sư nghe, sư có cầm mic được không? Con dâng mic đến sư lần nữa nha. Dạ cảm ơn đạo tràng ạ. À. Rồi, một Phật sư đổi mấy. Chắc quý vị nghe được là phải không? Lúc này nghe được là mấy kia làm khó sư. Rồi, trước hết cô xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào Thầy Kinh, kính chào quý Phật tử. Sư xin trả bài học hôm nay ạ. Hai La Mã, Tâm Sở Biệt Cảnh. Bát Kinh Na Khá Chê Ta Xí Cá có 6. 1. Tầm Quý Ta Cá. 2. Tứ Quý Cha Rá. 3. Thắng Giải A Thí Mô Cá. 4. Cần Quý Lý Giá. 5. Hỷ Vi Tí. 6. Dục Lạc Chanh Đá. B lớn Tâm Sở Bất Thiện Akusala Chê Cá Xí Cá có 14 chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 Si Phần Tâm Sở Bất Thiện Biến Hành có 4. 1. Si Mô Hô. 2. Vô Tàm Hí Rí Căng. 3. Vô Quý.
Anuttapang, 4 phóng dật, Uttachang. Nhóm 2 tham phần có 3, tham, lobo, 2 tà kiến, đích thí, 3 ngã mạn, mano. Nhóm 3 sân phần có 4, 1 sân đô sô, 2 tật ý xa, 3 lận Mariyan, 4 hối cúc cúc căng. Nhóm 4 hôn phần có 2, 1 hôn phần thi năng, 2 thủy miên mít thân. Nhóm 5 có 1 nghi quý trí kích cha. Suy nghĩ tới đây là xong rồi phải không? Rồi tâm sở chê tác xí cá, trí bành nhà xá chê tác xí cá, có 55, có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1 tâm sở tờ tha, ana sa mà na chê tác xí cá. 2 tâm sở bất thiện, a cú sa la chê tác xí cá. 3 tâm sở tình hảo, so para chê tác xí cá. 4 như vậy là sư đã đọc xong rồi. Rồi kính mời vị kế tiếp ạ. Mời anh Đào Huynh nè. Đào Huynh lâu quá không thấy đọc bài. Xung phong lên đi. Rồi mời vị kế tiếp cô Đào. Rồi mời cô Từ Mẫn. Rồi cảm ơn nha. Bye bye. Dạ, Đạo Huynh xin kính chào Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Đắc Mô Sân Kha Giá. Dạ, Đạo Huynh xin kính chào chủ rung là Sư Thí Đức, Sư Tam Tâm, cô tu nữ Khê Ma, Sư Tam Tâm, dạ, Sư Tâm Tâm khỏe không ạ? Sư Trinh Điên Anh Đá, dạ, chào toàn thể anh chị trong đội. Toàn là thấy là toàn đúng không à? Toàn cũng chờ cho mấy anh chị đọc hết rồi Đạo Huynh chỉ đọc sau, lỡ có chuyện gì nhờ Huynh Điên Anh Đá sửa giùm. Dạ, dạ Đạo Huynh xin trả bài. Xin lỗi, đã tại ở trong cái phòng căng tin của sở đó, thành thử TV nó hơi ồn. Phần đầu là tâm sở chê tá xích cá quý bành nhà xá xê tá xích cá, có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. Thứ nhất là tâm sở tợ tha, anh nha xá ma ná xê tá xích cá. Số 2 tâm sở bất thiện, á cú xá lá xê tá xích cá. Số 3 tâm sở tịnh hảo, xô phá ná xê chê tá xích cá. Rồi tới chữ A lớn, tâm sở tợ tha, anh nha xá ma ná chê tá xích cá, có 2 nhóm là 1 la mã tâm sở biến hành, sắp ba chích tá sa tha ra ná, có 7 là số 1 xúc phát xá, số 2 là thọ quê đá na, số 3 tưởng sanh nha, số 4 tư chê tá na, số 5 là nhất hành ê cắt gá ta, số 7 6 mạng quyền chi quýt tinh tri giá, số 7 là tác ý ma ná xí
Cha Rá. Dạ đạo huynh xin đã đọc xong rồi. À còn số 2 nữa. Số 2 là mã. À, dạ cảm ơn cô Dục Quỳnh đã bớt lên. Dạ số 2 là tâm sở biệt cảnh. Bác Kinh Nhá Cá Chê Tá Xích Cá Tá Xấu là số 1 là tầm. Quý Tá Quý Tắc Cá số 2 là tứ. Chả nó nhảy lên. Quý Cha Rá số 3 là thắng giải. Thêm Mốt Khá số 4 là cần. Quý Rí Giá số 5 là Hỷ Bi Tí số 6 là Dục Chanh Đa. Dạ đạo huynh đã đọc xong rồi là xin nhường mic lại cho người sắp tới ạ. Dạ một lần nữa đạo huynh xin cảm ơn rất nhiều. Dạ alo, chú bỏ của chạy lấy người hả? Chú có lên nữa không? Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con vừa mới vào không biết là cô cứ bót lên là con cứ dịch ra con đọc thôi, không biết là đúng hay sai ra. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ con kính hành lễ thượng tọa chí sư Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con sọc con lại cho nó sáng lên chút á. Dạ, tâm sở chê tá xí cá quýt ban nhá xá chê tá xí cá có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm 1 tâm sở tợ tha Anya Sammala Cetasika, hai tâm sở bất thiện Akusala Cetasika, ba tâm sở tịnh hảo Sô phá lá Chê tá xí tá Ngà a tâm sở tợ tha Anh nhá Sám ma lá Chê tá xí tá Có hai nhóm Một tâm sở biến thành Xá phá chít tá sa tha giá lá có 7 một xúc phát xá hai thọ quê đá na ba tưởng săn nhá 4 tư chê tá là năm nhất hành e cấp gác ta sáu mạng quyền chí quý tín dí giá bảy tác ý mán lá xí
ca giá. Hai, tâm sở biệt cảnh. Pá kin má cá chê tá xí cá. Sáu, có sáu một tầm. Quý tắc cá. Hai, tứ quý cha giá. Ba, tháng giải á thí mốc khá. Bốn, cần quý di giá. Năm, hỷ ti tí dục chăn đá. Sáu, dục chăn đá. Tám, tâm sợ bất thiện á cú sá lá chê tá xí tá. Có 14 chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 xí phần tâm sợ bất thiện biến hành có 4. 1 xí mô. Xí mô mô hồ. 2 tâm sợ á hí dí căm. Á hí dí tăng. Ba, vô quý á nốt á bá tăng. Á nốt á táp tăng. Á nốt táp tăng. Bốn, phóng giật út út nền thác căng. Nhóm 2 tham phần có 3 tham lô phô tà kiến tích thí ngã mạn ma lô. B, tâm sợ bất thiện á cú xá tá chê tá xí tá có 14 chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 xí phần tâm sợ bất thiện biến hành có 4. 1 xí mốc mô mô. 2 vô tâm á hí dí căng. Ba, xả quý á nốt tắp băng. Bốn, phóng giật út thắc căng. Nhóm 2 tham phần có 3 tham nô phô. 2 tà kiến ít thí. Ba, ngã mạn mano. Nhóm 3 sân phần có 4. 1 sân đô sô. 2 tật ít xa. 3 lận mắc chá dí ra dí răng. Mắc chá dí răng. 4 hối cúc cú chăng. Cúc cúc chăng. Nhóm 4 hôn phần có 2. 1 hôn trầm thi năng. 2 thụy miên mít thăng mít thăng. Nhóm 5 có 1 nghi quý trí kích cha. Đã hết chưa cô Nhật Minh? Dạ, con đã đọc. Tại vì cái điện thoại của con nó chữ nó hơi bị nhỏ. Xong là cô Nhật Minh bót cái chữ, cái nick của cô là màu. Đâm ra là cái chữ của nó hơi bị
tối đọc nó nhìn nó không bị rõ lắm ạ, không rõ lắm. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Huỳnh, dạ con cảm ơn chú Kinh. Nếu mà chữ đen thì con nhìn thì rõ, nhưng mà cái chữ màu ấy thì con nhìn hơi bị khó. Dạ con xin xuống mic ạ. Con cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ con kính mời cô Nhật Huỳnh lên mic ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, họ đỡ. Trung bình là đỡ rồi thầy. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ Nhật Huỳnh thấy Huỳnh minh tâm và quý vị vào đạo tràng. Dạ có vị nào lên đọc bài thì cho bằng tay, Nhật Huỳnh xin xuống mic để quý vị đọc. Còn chưa có bằng tay thì Nhật Huỳnh xin được trả bài. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. À Thi Lâm rồi, mời Thi Lâm trả bài đi. Dạ, con kính lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Chí Đức. Con kính lễ cô Khê Ma. Con kính chào đạo tràng. Con kính chào chú Kinh. À, sau đây con xin trả bài. Tâm sở. Đợi con chút tắt. Dạ. Tâm sở. Chê tát xí cá. Quý bành nhà xá chê tát xí cá. Có 52 loại tâm sở. Có 3 nhóm. 1. Tâm sở tội tha. Anh nhá sa ma na chê tát xí cá. 2. Tâm sở bất thiện. Akusala chê tát xí cá. 3. Tâm sở tịnh hảo. So pha na chê tát xí cá. À. Tâm sở tội tha. Anh nhá sa ma na chê tát xí cá. Có 2 nhóm. 1 là mã. Tâm sở biến hành. Sắp bá chích. Tá xà thà ra ná. Có 7. 1. Xúc phát sáng. 2. Thọ về đa na. 3. Tưởng sanh nhà. 4. Từ chê ta na. 5. Nhất hành ê khắc gá ta. 6. Mạng quyền chiều quy tình vi giá. 7. Tác ý ma ná xí cà ra. 2 là mã, tâm sở biệt cảnh. Bác kinh ná cá chê tát xí cá. Có 6. 1. Tầm. Quý tắc cá. 2. Tứ. Quý trà ra. 3. Thắng giải. Á thí mốc khá. 4. Gần. Quý đi giá. 5. Hỷ. Bi tí. 6. Dục. Chanh bá. B. Tâm sở bất thiện, Akusala chê tát xí cá, có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1, si phần, tâm sở bất thiện biến hành, có 4. 1, si, mô hô, 2, vô tàm, ahirikan, 3, vô quý, anuttapan, 4, phóng dật, uthachan, nhóm 2, tham phần 3, 1, tham. Lô phô, 2. Tà kiến, đích thí, 3. Ngã mạng, mano. Nhóm 4. Hồn phần có 2. No. Nhóm 3. Sân phần có 4. 1. Sân, đô sô, 2. Tật, ích xà, 3. Lận, mách chá ri dăng, 4. Hối, cút cút chăng. 4. Nhóm 4. Hôn phần có 2. 1. Hôn trầm, thi năng. 2. Thị miên, mít thăng. Nhóm 5 có 1. Nghi, quý trí kích cha. Dạ con có sai chú sửa ạ.
con xin chị ấy mất rồi. Nam mô Bích Thầy, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh xin trả bài. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ còn vị nào đưa tay nữa thì đưa tay. Nhật Quỳnh trả bài xong xin mời. Dạ cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh xin phép nhìn vô máy của Nhật Quỳnh trả bài không có post được ạ. Tâm sở chê ta xí cá đi banh nhà sa chê ta xí cá có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1. Tâm sở tự tha anh nhá sa ma na chê ta xí cá. 2. Tâm sở bất thiện akusala chê ta xí cá. 3. Tâm sở tịnh hảo sô phá na chê ta cá. A lớn tâm sở tự tha anh nhá sa ma na chê ta xí cá có 2 nhóm. 1. La mã tâm sở biến hành sắp ba chích tá sa tha rana có 7. 1. Xúc phát xá, 2. Thọ về dana, 3. Tưởng sanh nha, 4. Tư chê dana, 5. Nhất hành e cấp gata, 6. Mạng quyền chi vi tình di giá, 7. Tác ý manaskara, 2. La mã tâm sở biệt cảnh. Bakin Naka Chê Ta Si Cá có 6. 1. Tầm Vi Tách Cá 2. Tứ Vi Trà Rá 3. Thắng Giải Aphimok Khá 4. Cần Vi Đi Giá Trăm Hỷ Bi Tí 6. Dục Tranh Đá B Lớn Tâm Sở Bất Thiền Akusala Chê Ta Si Cá có 14. Chia làm 5 nhóm. Nhóm 1. Si Phần Tâm Sở Bất Thiền Biến Hành có 4. 1. Si Mô Hô 2. Vô Tàm Ahiri Căng 3. Vô Quý Anot Tắc Băng 4. Phóng Vật Út Thách Trăng. Nhóm 2. Tham Phần có 3. 1. Tham Lô Phô 2. Tà Kiến Đích Thí 3. Ngã Mạng Ma Nô. Nhóm 3. Sân Phần có 4. 1. Sân Đô Sô 2. Tật Issa 3. Lận Mắt Trái Văn 4. Hối Út Cúc Trăng. Nhóm 4. Hôn Phần có 2. 1. Hôn Trầm Thi Năng 2, Thủy Miên, Mít Thăng, nhóm 5 có 1, Nghi, Vi Chích Kích Trà, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, con đã trả bài xong, kính mong đạo tràng. Nhanh, dạ, mệt quá rồi Quỳnh ơi, dạ, ngồi lâu quá, mệt quá rồi, nên đọc khai nhanh, dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều, Nam Mô Bích Thai Giá, dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, còn vị nào đưa tay nữa không, cho một tín hiệu ạ, à. Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ Nhật Quỳnh ngồi trước máy nãy giờ lâu quá mệt quá rồi nên đọc nhanh đặng chạy xuống. Dạ ơi xa thứ xa thứ. À quý vị nghe lên nghe số khá đọc á tưởng đọc tiếng cõi nào. Nghe cô Nhật Quỳnh nghe làm như bị ai rước ma rước đọc dữ. Ok rồi quý vị nghe mấy người đọc rành hơn nghe để ý đọc lại đọc cho chính xác rồi ha. À, để thôi con không học thì bởi vậy tội không học thì tối nay phạt quỳ nhang chứ nói gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị vô học tiếp. Trước khi học cái bài mới thì chúng ta nên ôn lại cái phần cũ. Nhớ quý vị nhớ coi lại cái bài cũ. Học về tâm sở thì tâm sở biến hành có 7 tâm sở biến hành. Xúc thọ tưởng tư biến hành bản quyền tất ý. Dò lại mấy đó rồi học tâm sở biệt cảnh học được một tâm sở là tâm sở tâm. Rồi hôm nay chúng ta học tiếp là tâm sở mới nữa là tâm sở tứ quý cha đó tâm sở tứ. À, xin Nhật Quỳnh viết cái chữ ra tâm sở tứ. Rồi cái chữ tâm sở tứ từ cái chữ quý. Quý là đặc biệt. À, chữ quý không quý là đặc biệt chữ cha rá nó từ căn chữ ca. À,
thì chữ ca này tức là lang thang, đi thênh thang bất định, kia là chữ chá đó, đó, đi thênh thang bất định. Đó thì hai cái ngữ căn này người ta ráp lại thành chữ quý cha đó, thì ý nghĩa của nó là suy xét trên đối tượng, suy xét trên đối tượng từ cái chữ quý cha đó ráp lại thành nguyên chữ đó, là tứ đó. Thì có ý nghĩa là một là nghĩa là suy xét trên đối tượng, gạch vào dòng là suy xét trên đối tượng. Ráp cái chữ luôn á, ráp chữ lại là quý cha ráp, suy xét trên đối tượng. Rồi, một nghĩa khác nữa là quan sát. Quan sát đi quanh, quan sát đi quanh cảnh một cách đặc biệt. Quan sát đi quanh cảnh một cách đặc biệt, tức là đi vòng vòng quanh cái cảnh á, một cách đặc biệt. Quan sát đi quanh cảnh một cách đặc biệt. Rồi, một ý nghĩa khác nữa, gặp vào dòng tiếp phải không? Là dán áp tâm liên tục trên đối tượng. Dán áp tâm liên tục trên đối tượng. Dán áp tâm liên tục trên đối tượng. Rồi, thêm một ý nghĩa nữa cho nó thêm rõ ràng. Dò xét, quan sát, điều nghiên đối tượng một cách khăng khít. Mình phải nắm thật chính xác mấy cái từ này. Thôi nó lầm lẫn với mấy chỗ khác. Dò xét, quan sát, điều nghiên đối tượng một cách khăng khít. Rồi, đúng rồi, đó là một số ý nghĩa để mà diễn cảm lên cái từ chữ quý cha đó này. Tức là đơn thuần là nói về cái chữ tứ này có nghĩa là suy xét trên đối tượng. Ý nghĩa khác nữa nói là một sự quan sát đi quanh cảnh một cách đặc biệt, tức là đi vòng vòng cảnh một cách đặc biệt, tức là không phải đi như là những cái tâm sở thông thường, mà nó có một cái sự đặc biệt, tức là nó dán áp tâm liên tục trên đối tượng và đi vòng vòng đối tượng đó. Nó quan sát vòng quanh đối tượng đó, và nó nghiên cứu, nó điều nghiên, nó quan sát đối tượng, mà không phải quan sát thường, nó quan sát một cách khăng khít, cách chặt chẽ. Thì đó là một cái ý nghĩa chúng ta biết, đó là những cái chữ tứ là một tâm sở tứ, chứ đâu phải là một cái chữ tứ thông thường của ý nghĩa thông thường nữa, mà nó thuộc về trạng thái tâm, và một cái trạng thái tâm sở, nó có một cái trách nhiệm phận sự của nó là quan sát, điều nghiên, suy xét, nghiên cứu đối tượng một cách khăng khít. Thì cái sự khác biệt giữa tầm và tứ, tầm thì chúng ta biết là ví dụ như là một con ong bay áp đến cái hoa sen, ví dụ có cái bông sen á, thì cái chữ tầm này nó ví như một con ong á, mình bay du tới cái bay thẳng vô cái bông sen đó. Bài áp sát vô cái bông sen đó thì nó được gọi là tâm. Còn tứ nó là một cái con ong, nó khi mà đã bài áp tới rồi nè, rồi nó bay lượn quanh cái hoa sen, nó quan sát hoa sen một cách chặt chẽ, một cách khăng khít. Thì như vậy tâm là con ong nó bay sát với hoa sen, và tứ là bay vòng quanh cái hoa sen đó để nó quan sát nó được một cách khăng khít. Thì đó là cái sự khác biệt giữa tâm và tứ. Còn một số thí dụ khác nữa thì người ta thí dụ giống như là tâm thì ví như một con chim đập cánh bay lên, chim đập cánh bay lên trời. Rồi tứ là ví như một con chim nó đang bay lượn trên hư không, là một cái ví dụ khác. Rồi một ví dụ nữa ta cho là tâm nó ví dụ như là một người đánh trống, tâm đánh vào cái trống, đánh cái tung vào cái trống ha, thì tứ nó ví như là cái âm của cái trống vang lan rộng ra. Thì như vậy một số thí dụ về cái chữ tầm và tứ nó có sự khác biệt với nhau chỗ đó.
Thì cái ví dụ thứ nhất á, mà ví như con ong nó có vẻ chính xác hơn. À, con ong nó bay áp sát đến quả sen, tức là từ ngoài bay thẳng vô cái quả sen đó, thì cũng giống như mình quăng cái tâm mình lên đối tượng, thì mình gặp đối tượng thì cái tâm mình nó phóng tới đối tượng, bám chặt vô đối tượng, rồi tứ là quan sát cái đối tượng đó. Thì ví dụ như con ong bay áp đến rồi tứ là quan sát cái đối tượng đó, quan sát quả sen đó. Thì như vậy cái những cái ví dụ này để cho nói lên một cái sự đặc biệt giữa tâm và tứ. Bởi vì hai cái gì tầm tứ này nếu mà nó được phát triển một cách mạnh mẽ thì nó lên tới cái trạng thái của một cái sự chứng đắc về thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền là nó đã có tầm tứ. Thì như vậy khi mà quấn tập cái tâm đến mức độ mà thuần thục để nó đắc được sơ thiền nhị thiền đó, thì cái tầm tứ nó trở thành một trong năm cái chi thiền. Chứ không phải là cái chuyện thường, cho nên chúng ta phải hiểu thật cái chính xác về cái nghĩa tầm và tứ nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta học tiếp về cái bốn ý nghĩa, tức là tứ ý nghĩa của tứ, bốn ý nghĩa. Ý nghĩa. Rồi, bây giờ ha, một trạng thái là cách trong nôm cảnh, Rồi, chúng dần tiếp phận sự là làm cho tâm và tâm sở kháng khích với cảnh liên tục. Phận sự là làm cho tâm và tâm sở kháng khích với cảnh liên tục. Làm cho tâm và tâm sở kháng khích với cảnh, thiếu cái chữ đó ha, kháng khích với cảnh liên tục. Rồi, sự thành tựu là đã kháng khích được cảnh, đã kháng khích được cảnh. Rồi, nhân cần thiết phải có cảnh và có ba uẩn ngoài ra, phải có cảnh và có ba uẩn ngoài ra. Rồi, đó là bốn cái ý nghĩa của cái tâm sở tứ, tức là về cái trạng thái của cái tâm sở này, nó là một cái trạng thái là nó trông nom cảnh, nó quan sát cảnh, nó gìn giữ cái cảnh đó, trông nom cảnh là cái trạng thái đó. Rồi cái phận sự là cái công việc làm của cái tâm sở tứ này đó, và nó làm cho tâm và tâm sở, tức là cả hai vấn đề đó, cả hai loại đó được kháng khích với cảnh, được là chặt chẽ với cảnh, liên tục và không có cho rời. Đó là phận sự của cái tâm sở tứ, là nó làm như vậy. Và khi phận sự nó làm như vậy mà nó được thành tựu rồi đó, thì nó đã thành tựu, kháng khích được cái cảnh đó. Tức là khi ví dụ như một cảnh sắc nó tới, ví dụ như có một cái đối tượng nào đó qua con mắt, thì cái tứ này đó là nó
làm cho tâm và những cái tâm sở nó bám vô cái cảnh đó, kháng khích cái cảnh đó liên tục, và nó kháng khích được cái cảnh đó, đó là cái sự thành tựu của nó. Rồi cái nhân cần thiết chắc chắn là chúng ta phải biết là cái nhân cần thiết này là phải có, là không có không được, tức là phải có cảnh, tức là phải có cảnh sắc, cảnh hình, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, hoặc là cảnh pháp, và phải có ba quẩn ngoài ra, tức là cảnh là thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn, bởi vì cái tập sở tứ này thuộc về hành quẩn, tức là phải có ba quẩn, một cái tâm và tâm sở sanh lên luôn luôn phải có đầy đủ. Bốn quẩn được gọi là danh quẩn, tứ danh quẩn đó. Đó, như vậy trạng thái phận sự, sự thành tựu và cái nhân cần thiết của cái tâm sở tứ là chúng ta phải hiểu rõ là như vậy. Rồi, đối với cái tâm sở tứ này nó không phải chỉ đơn thuần có một loại mà nó có được sáu loại. Mình phân ra là có sáu loại. Ba quẩn, rồi nhân cần thiết là phải có cảnh là đúng không, và ba quẩn ngoài ra, tức là giờ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, tức là ngũ quẩn, đúng không? Bây giờ thọ quẩn, sắc quẩn là không tính, là sắc quẩn là để qua bên, rồi thọ quẩn là một là tâm sở thọ, đúng không? Tưởng quẩn là tâm sở tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại. Thì như vậy cái tâm sở tứ này nó thuộc về một trong 50 cái tâm sở còn lại đó, thì nó thuộc về hành quẩn, thọ quẩn, tâm sở thọ, tưởng quẩn, tâm sở tưởng. Vậy tâm sở tứ này là thuộc về hành quẩn, đúng chưa? Rồi thức quẩn là tâm, thức quẩn là bên phần tâm. Thì như vậy là tứ danh quẩn gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Thì giờ cái tâm sở tứ mình học nó thuộc về hành quẩn rồi, thì nó không có tính hành quẩn vô, mà chỉ tính là thọ, tưởng và thức thôi. Tức là phải có ba cái tâm sở, ba cái quẩn đó hợp lại chung với nó được mới thành tựu được cái danh quẩn, đúng chưa? Tức là mình viết ra năm quẩn, thọ sắc là thọ, tưởng, hành, thức là năm quẩn ha. Mình viết ra năm quẩn đó. Rồi sắc quẩn là thuộc về phần vật chất, phần sắc pháp, mình để nó qua bên. Sắc quẩn không tính. Rồi tới danh quẩn thì gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Thọ thì thuộc về tâm sở thọ, thuộc về thọ quẩn. Tưởng là tâm sở tưởng, thuộc về tưởng quẩn. Và hành là 50 tâm sở còn lại. Trừ thọ tưởng ra thì nó còn 50, tại vì tâm sở mình học rồi có 52. Thì giờ trừ thọ tưởng ra còn lại 50. Thì 50 tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Thì tâm sở tứ mình học đó, thì nó nằm một trong 50 cái tâm sở còn lại, thì nó thuộc về bộ phận của nhóm hành quẩn. Thật ra như vậy nó phải cần có tâm sở thọ, tâm sở tưởng và thức phối hợp chung với nó, thì nó mới thành tựu được. Thì đó, như vậy là cái nhân cần thiết của nó là như vậy. Rõ rồi không? Thì nắm rõ chưa? Alo. Hiểu chút, hiểu chút xíu. Chưa rõ. Rồi giờ ghi đi. Năm quẩn, ghi ra năm quẩn. Hai chấm. Thọ, tưởng, hành, thức là năm quẩn, đúng chưa? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm quẩn. Ghi ra nó sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là năm quẩn. Đúng rồi. Rồi bây giờ sắc quẩn á, thì nó là thuộc về sắc pháp, là thuộc về nhóm cái khối của phần sắc, tức là phần về vật chất, thì cái đó là thuộc về sắc quẩn, để nó riêng quan bên.
Rồi bốn cái còn lại đó, thọ tưởng hành thức này đó là thuộc về danh quẩn, nó thuộc về danh, thuộc về sắc pháp. Còn thọ tưởng hành thức về thuộc về danh, ghi luôn để cho mình nhớ, tức là về danh và sắc là như vậy đó. Sắc là thuộc về sắc quẩn, thuộc về sắc pháp. Thọ tưởng hành thức thuộc về danh pháp. Đúng rồi, hiểu thấy không? Đó là có hai phần đó, phân ra được hai phần, phần sắc danh đó, mình nắm được danh sắc không? Thì khi mình hành thì tới niệm xứ, cái trí tuệ đầu tiên là phải phân biệt danh và sắc, đó, như vậy đó. Thì đó, thọ tưởng hành thức thuộc về danh pháp. Bây giờ thọ là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở còn lại, còn thức là thuộc về tâm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có được là thọ tưởng hành và thức, tất cả bốn cái đó gom lại thành được gọi là danh pháp. Còn cái kia thuộc về sắc pháp. Thì được khi mình thấy được, mình hiểu được, mình tri kiến được cái pháp này đó, rồi mình hành, mình chứng nghiệm được trong tâm, mình thấy được rõ ràng. Thí dụ như một hơi thở vô, một hơi thở ra, mình thấy được đâu là sắc, đâu là danh, mình thấy được một cách rõ ràng, một cách rõ ràng bằng trí tuệ. Thì như vậy chúng ta đã phát triển được cái tuệ danh sắc, là mình đã có được một cái trí tuệ đầu tiên trong cái pháp hành thiền quán. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm được cho chính xác, chứ không thôi nó không nắm được cái này thôi, như cái cửa đầu tiên mà mở không được thì thôi vô phương, không thể nào đi tới đâu được ha. Rồi đó là nói sơ lược về cái danh sắc như vậy ha. Rồi quý vị nắm được ha, sao thú không nắm được cho bông đi, thôi nói tiếp lát nó lùng bùng chứ. Cái này nhiều khi học thấy vậy chứ nó lùng bùng hết. Rồi trong quyển đắc luôn rồi, được ba cái bông lượt đắc luôn, xa thú có đi tại danh sắc rồi đó, trần đạo cũng thấy được một chút rồi đó. Xin với ta thì mô Phật. thức quẩn là thuộc về tâm á, thức quẩn thuộc về tâm, thuộc về bên phần 121 tâm á, một trong 121 tâm thuộc về thức quẩn. Đó là xa thú ha. Rồi thông được ha. Quý vị mở được tại danh sách rồi đó, đắc được tại danh sách rồi, nhớ chia phước cho ông thầy giáo làng này chút xíu nha, để hưởng phước ké. Ông thầy giáo làng bóng lên khỏi gần thỉnh pháp sư cho mà lên mời ông thầy giáo làng lên là xong. Rồi không biết huynh đạo huynh nắm được cái vấn đề nào mà vô sao lớp vô sao không biết có nắm được không ạ? Nắm được mà huynh đạo huynh cho cái bông lên coi. Xa thứ xíu mấy ta. Rồi ai cũng hiểu được ha, nắm được ha, mà mở được cái tuệ danh sắc đó. Này quý vị đã mở được tuệ danh sắc ha, thấy được đâu là danh đâu là sắc đó. Xa thứ. Từ mẫn nữa, từ mẫn chắp tay hiểu không đó hả từ mẫn? Rồi cái cô Võ Bình Định mới vô đi học trẻ dữ vậy, cái cô Bình Định. Thì vẫn hiểu không, cho biết cái bông đây em thôi. Rồi giờ tiếp nha, tứ có sáu, ghi ra tứ có sáu, tâm sở tứ là có sáu loại. Rồi sáu từ mẫn. Rồi tâm sở tứ có sáu loại. Một sắc tứ. Một sắc tứ. Hai thinh tứ.
hai thinh tứ, ba khí tứ, ba là khí tứ, bốn là vị tứ, năm là xúc tứ, năm là xúc tứ, sáu là pháp tứ, sáu là pháp tứ. Rồi như vậy là chúng ta có sáu loại, phân ra được làm sáu loại tứ. Nhất là sắc tứ, tức là cái tâm sở nó quan sát về cảnh sắc, khi nó tâm sở nó quan sát, nó quay quần cảnh sắc, nó bám víu vào cảnh sắc, nó điều khiển cảnh sắc thì được gọi là sắc tứ. Nếu về cảnh thinh thì được gọi là thinh tứ, tức là thuộc về âm thanh. Khi có một âm thanh sanh lên thì tâm sở tứ nó sanh lên, để nó quan sát, nó điều khiển cái âm thanh đó thì được gọi là thinh tứ. Rồi nếu có cái mùi, cái hương hay là cái khí vị, khí thì được gọi là khí tứ. Rồi nếu vị là được gọi là vị tứ, tức là vị nếm mặn cay chua lạc đó, gọi là vị tứ. Rồi nếu có sự xúc chạm thì tâm sở tứ sẽ lên, nó quan sát cái sự xúc chạm đó thì được gọi là xúc tứ. Rồi ngoài năm cái ra, ngoài sắc thinh vị xúc là pháp tứ, tức là những cái gì bên trong nội phần của mình. Rồi, sự suy nghĩ, suy tư hoặc là những cái trạng thái mà đặc biệt bên trong nội phần được gọi là pháp tứ. Thì sắc thinh hương vị xúc pháp này, sắc thinh khí vị xúc pháp, và cả phần là được làm sáu loại về phần tâm sở tứ này. Đó là chúng ta nắm được những cái cách như vậy. Thì khi mình nắm được những cái pháp này, nó không có nằm ngoài đâu ra, mình thấy nó ghi ra luôn, thực sự nó chính ngay cái thân mình á, ngay trong tự thân mình có đủ đâu, không thiếu đâu. Thì khi mắt mình nó bắt cảnh sát, thì mình cái tâm sở tứ nó sanh lên, nó quan sát thì chính trong trong cái tâm mình luôn, trong cái đầu mình nó phát sanh lên để quan sát cái cảnh sát đó, thì được gọi là sắc tứ. Rồi thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ, thì như vậy thì tất cả đều nằm ở trong cái thân danh sắc này. Danh sắc này gồm có năm quẩn sắc, thọ tưởng hành thức, đầy đủ không thiếu đâu hết, nó nằm trong đó hết. Không cần đi kiếm đâu xa, không cần phải đi lên vũ trụ rồi tìm đủ thứ đâu, mà nó nằm ngay mình, không có đâu khác nữa. Đều cũng ra ngoài bất cứ nơi nào nó cũng nằm trong cái đó hết, không có chạy ra khỏi. Thì như vậy chúng ta học được là sáu loại pháp tứ, là loại cái tâm sở tứ. Nắm được cái gì? Alo, nắm được cho cái bông đi. Rồi, sao thử ha? Dễ quá ha. Dễ như mình uống ăn ly chè, uống cà phê. Dễ ổi. Dễ không xích nè. Mình gió ra. Bây giờ ảnh có gì đâu. Rồi. Dễ không? Rồi, xong qua được đó. Bởi vì đây đã đi sâu vô pháp là thấy được danh sắc rất rõ ràng không? Rồi, những điều ghi nhớ hai chấm. Những điều ghi nhớ hai chấm gạch đầu dòng, không có mặt trong ngũ song thức, không có mặt trong ngũ song thức, ngũ song thức và nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả thiện, quả bất thiện. Thì nhìn nhớ ha, bài học rồi ha, tức là ngũ song thức, không có mặt trong ngũ song thức. Rồi xuống dòng, mình gạch đôi dòng cái nữa, không có mặt rồi thì giờ phải học tới cái có mặt, là có mặt trong 44 tâm dục giới. 44 tâm dục giới
tâm dục giới có 54 trừ ngũ sân thức là 10 ha, còn lại là 44 tâm dục giới có mặt trong 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền cộng 11 nhị thiền. À, như vậy là có 66, đúng không? 44, 11, 55, 11, 66. À, thì nó có mặt trong 66 loại tâm. À, thì như vậy trong tâm dục giới cũng có, tâm sơ thiền, dị thiền nó cũng có tâm sở tứ. À, là như vậy, nhưng mình cần biết như vậy. À, tính sao ha. Rồi, xuống dòng, gặp đầu dòng. Hiệp cùng ba thể tánh. Hiệp cùng ba thể tánh. Thiện bất thiện vô ký, hiệp cùng ba thể tánh thiện bất thiện vô ký. Rồi, tương ứng với tứ danh quẩn, tương ứng với tứ danh quẩn. Rồi, bất tương ứng sắc quẩn, bất tương ứng sắc quẩn. Rồi, đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Tức là cái tập sở tứ này nó không có mặt trong ngũ song thức. À, bởi vì ngũ song thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tức là ngũ song thức. Năm cái thức này đó, nó sanh khởi một cách máy móc ha. Ví dụ như có cảnh sắc tới, cảnh sắc nó đụng vô cái thần kinh nhãn của mình á, cảnh sắc nó đi vào cái cửa nhãn, vào nhãn môn á, nó đụng vô cái nhãn môn, tức là cái thần kinh nhãn của mình, rồi mới truyền cái tín hiệu đó vô cái dòng tâm thức. À, nó xúc chạm vào cái dòng tâm thức, thì do cái sự xúc chạm của cảnh sắc đi vào dòng tâm thức như vậy, nhãn thức nó sanh lên, phản ứng tự nhiên nó sanh lên để nó nương nơi cái thần kinh nhãn để nó bắt cảnh sắc, để nó biết được cảnh sắc. Thì như vậy nó phản ứng một cách máy móc là do cái sự tiếp xúc, hãy đụng vô nó sanh lên, đụng vô sanh lên, đụng căn nào nó sanh thức đó, đụng căn nào nó sanh thức đó. À, ví dụ âm thanh như vậy vô lỗ tai mình á, nó truyền tín hiệu, nó sóng âm nó vô, nó đụng vô cái thần kinh nhĩ. À, nó truyền sóng âm vô, đụng vô cái dòng tâm thức thì cái nhĩ thức sanh khởi. À, mà quý vị cũng nên nhớ một cái điều là mình coi chừng mình bị dính mắt vô từ ngữ nha. À, khi mà một cái tâm nó sanh lên ở nơi con mắt á, thì được đặt danh đó, cái tâm đó được định danh đó là nhãn thức. À, tức là cái tâm nó sanh lên nó nương nơi thần kinh nhãn để nó bắt cảnh sắc á. À, để nó biết được cảnh sắc thì được gọi là nhãn thức. Nhưng mà thực sự nó chỉ là cái tâm thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó, không có gì lạ đó. Mình phải hiểu là tâm cuối cùng nó chỉ là một, tức là nó chỉ là một cái sự biết cảnh vậy thôi. À, mà nó sanh nơi nào thì người ta đặt cái tên nơi đó. À, sanh nơi cái nhãn thì sanh nơi thần kinh nhãn thì kêu là nhãn thức, sanh nơi thần kinh nhĩ thì kêu là nhĩ thức. À, nghe thần kinh tỷ thì kêu là tỷ thức, thần kinh thiệt là thiệt thức, thần kinh thân là thân thức. À, thì vậy nó là được gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và do nương các căn như vậy, à, được định ra cái danh, được gọi là danh chân chế định. À, mình học là mình phải linh là hết, từ cái tục đế cho tới cái chân đế, từ pháp chế định cho tới cái pháp pháp chân đế ha. Để mình nắm cho nó rõ, chứ không thôi mình dễ bị mắc kẹt vô từ ha, kẹt vô từ là mệt. À, từ là chỉ định danh để mà đặt cho người ta biết được tâm nó đang làm việc ở phần sự nào, ở đâu, nó nương ở đâu. Đó là danh chân chế định, đúng rồi. Là nó là cái danh từ để chỉ là cái pháp chân đế một cách chân thật, một cách có thật, tức là nó có thật chứ không phải là không có. À, đó là cái được gọi là danh chân chế định. Còn cái nào không có là phi danh chân, tức là không có thật. À, phi danh chân chế định là nó học từ đầu tiên vô là mình đã học những cái pháp này rồi.
Thì như vậy là nó không có mặt trong ngũ sơn thức, và nó có mặt trong 44 tâm dục giới. Trừ cái ngũ sơn thức ra, là những cái loại tâm khác trong thuộc về cái nhóm dục giới á, thì tâm sở tứ nó đều có mặt hết. Đó là tâm sở thuộc về tâm sở tự tha mà. Tùy theo nó sanh theo, nương theo. Thì tâm sở tứ nó hoạt động trong 44 tâm dục giới. Nó quan sát cảnh, nó điều nghiên cảnh. Thì như vậy nó có mặt trong 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền. Sơ thiền thì có tầm tứ phỉ lạc định, cũng có tứ trong đó. Nhị thiền cũng có tứ phỉ lạc định. Thì như vậy 11 sơ thiền cũng có, 11 nhị thiền cũng có. Tại sao gọi là 11? Tại vì 11 sơ thiền của sắc giới, 11 là gồm có sơ thiền sắc giới là 3 nè, là tâm thiện sơ thiền, tâm quả thiện sơ thiền, tâm duy tác sơ thiền là 3, đúng chưa? Rồi 8 cái nữa là 4 đạo 4 quả, 4 sơ đạo là 4 sơ quả là 8. Bởi vì giờ bản đoạn đồ thấy hàng dọc xuống đó, 1, 2, 3 của sắc giới, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 của đạo quả. Thì như vậy là 11 cái sơ thiền hàng dọc xuống ha. Rồi 11 cái nhị thiền cũng vậy, kế bên đó ba cái hàng đi xuống, tâm nhị thiền, thiện nhị thiền, quả nhị thiền và sơ di tác nhị thiền, rồi đạo quả cũng vậy, bốn cái là 8 ha. Thì như vậy có 11 sơ thiền, 11 nhị thiền đầy đủ ha. Chúng ta dòm bản điều là mình sẽ thấy được nó hiện lên trước mặt mình ha. Thì bây giờ chúng ta mới thấy là cái sự lợi ích của cái bản điều, là khi mình học ở đây mình chỉ cần mình liếc sơ cái bản điều là mình thấy nó nằm đâu như thế nào, và có mặt trong tất cả là 66 loại tâm. Nắm được chưa? Thấy được, quý vị thấy được không ạ? Alo. Thấy giờ bạn Liêu thấy chưa? Xin thằng Đạo thấy chưa? Thấy rồi ha. Chúng ta thấy rồi. Ok rồi, hiểu ha. Cho Nguyễn thấy không? Từ Mẫn thấy không? Thấy hết ha. Trời ơi, quá giỏi thôi. Lớp này là siêu sao ha. Lên tới siêu sao, liếc sơ ra thấy. siêu sao. Rồi. Hiệp cùng ba thể tánh, tức là nó cùng với là ba cái tánh luôn. Ba cái loại thể tánh, tức là thiện nó cũng có, mà bất thiện nó cũng có, mà vô ký nó cũng có. Nó có mặt đầy đủ, không thiếu tánh nào đó. Nó vô với thiện thì nó thuộc về thiện, nó đi bất thiện nó thuộc về bất thiện, nó vô hàng vô ký thì nó thuộc về vô ký, thì nó hiệp hết, nó hòa hợp hết với ba thể tánh. Rồi nó cũng tương ưng với tứ danh quẩn, tức là nãy mình học danh sắc rồi đó, biết rồi, tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thì nó tương ưng hết luôn cả bốn danh quẩn. Rồi về sắc quẩn thì nó không có tương ưng, tức là nó bất tương ưng sắc quẩn. Thì như vậy đó là những cái mà chúng ta cần phải biết, cần phải ghi nhớ để nắm được cái chi pháp một cách rõ ràng. Mà không biết quý vị có cảm thấy học tới đây là nay mình học cũng khá nhiều ha. Không biết quý vị có cảm thấy là mình có tiến bộ nhiều, có quan hỷ trong pháp không? Không biết mình có thấy được cái gì mà đặc biệt hơn trước khi lúc chưa học rồi giờ thấy có như thế nào không? Quý vị cho biết cái này. Xin chào Quỳnh, ok. Mới ngủ. Ngủ vậy giờ thấy được danh sắc đang là có trí tuệ, tuệ thuộc về tuệ quán luôn, thiền quán luôn. Thấy danh sắc là siêu sao rồi. Rồi, ok, mấy giờ ta? Bên Mỹ bây giờ nó tăng thêm 1 giờ nữa quý vị. Bên Mỹ bây giờ này là 7 giờ 15 rồi. Ở bên Việt Nam chắc 6 giờ 15 hả? Đâu có, sao bằng được. Bên đây là 7 giờ 15 nè. Bên chỗ tôi đang học, đang dạy là 7 giờ 15. Vậy là về Việt Nam là 6 giờ 15, tiếng họ cách tiếng họ. Rồi, thật ra bên đây nó bị trễ vậy ha. Đúng rồi, Houston thì bằng giờ.
À đúng rồi sư, à, tầm 55 tứ sáu giá đúng rồi. Rồi không biết quý vị có muốn học tiếp thêm một tâm sở nữa không, hay là vô không biết còn bao nhiêu phút ở bên phía Diệu Quỳnh thấy còn nhiêu phút nữa còn 44 phút rồi, rồi ta học thêm cái đi ha, học tâm sở nữa rồi học tới rồi cho phần câu hỏi vấn đáp, cho câu hỏi đố vui à, cho nó thay đổi không khí. Rồi mình học thêm tâm sở nữa, tâm sở thắng giải thì mất khá. Rồi chữ thắng giải thì mất khá, á thí cộng chữ căng là chữ múc là phóng thích. Đây tôi rồi copy thử cái này ra cho. À, được rồi đó, ok, nó cho lên rồi đó. Á thí cộng căng múc là phóng thích. À, rồi á thí móc khá là gấp dung cho ha, á thí móc khá là phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng. Phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng thì được gọi là thắng giải. Và lại thì móc khá là phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng. Á thí phải á phí nha, á thí nha, chữ D nhưng mà chưa chữ chữ B ha, á thí chứ á phí đâu, ghi lại chữ á thí đi. Đúng rồi, á thí. Rồi mình ráp cái chữ vô thì á thí móc khá, á thí móc khá tức là phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng thì nó mới có cái chữ là á thí móc khá là vậy đó, từ hai căn phóng thích đó, á thí cộng căn múc đó, là phóng thích, là cái từ phán giải là phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng. Ủa, nghĩ được không? Phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng. Cái đó là mình ráp lại chữ luôn, chữ thắng giải luôn, á thì móc khá luôn á, là phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng, là ráp luôn chứ không còn á thí cộng múc nữa, mà nó thành chữ á thì móc khá à, là nguyên một từ luôn, là phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng, tức là dứt trừ hoài nghi. À, thì mình ghi thêm một ý nghĩa nữa là gạch đầu dòng cái đánh quà thị bự thì bự vô, chơi cái bông vô bự vô. À, quả quyết khẳng định phán quyết thắng giải, đó là ý nghĩa mà thực chất của cái chữ ái thi móc khác. Quả quyết khẳng định phán quyết thắng giải, quyết định à, mình ghi đầy đủ ha, quả quyết khẳng định phán quyết thắng giải quyết định. Đó là những cái từ mà để diễn đạt lên cái chữ ái móc khác. À, tức là khi nào cái tâm mình nó còn hoài nghi, nó còn lưỡng lự phân vân, nó không có cái sự quyết đoán, à, không có cái sự mà quả quyết, không có cái sự quyết định thì khi đó chưa có thắng giải, à, chưa có thì mất khác. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình học Phật pháp, mình thấy còn nghi ngờ, mình chưa có chắc chắn ở đây là đúng pháp, à, cái này không biết đúng hay sai, là khựng khựng lưỡng lưỡng khựng không, thì lúc đó cái tâm mình chưa có quyết định, à, chưa có cái sự khẳng định. À, hoặc là mình muốn làm cái việc gì đó mình vẫn còn lưỡng khựng, mình chưa muốn làm, chưa có sự quả quyết,
À, thì như vậy lúc đó mình cũng chưa có cái thắng giải, à, cho nên cái tâm sở thắng giải này nó rất là quan trọng ha, bởi nó quyết định cái sự việc của mình, à, trong cái công cuộc sống của hàng ngày của mình, trong cái đời sống hàng ngày. À, nếu mà mình còn lưỡng lự, còn lập lờ, à, thì chúng ta không làm được việc, à, cho nên mình phải suy xét rồi xong mình phải hạ quyết tâm, à, khẳng định một cái để mình làm, à, quyết định công việc mình làm, thì lúc đó cái tâm sở là cái thứ móc khá này nó mới hiện trội lên. À, đó là ý nghĩa của nó là như vậy. Rồi mình xuống nhau đọc về tứ ý nghĩa, tức là bốn cái luôn, bốn tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa. Rồi xuống dòng ha. Trạng thái là cách quyết định phá tan trạng thái lưỡng lự. Trạng thái là cách quyết định phá tan trạng thái lưỡng lự. Rồi, phận sự là làm cho tâm quyết chắc trong cảnh, không do dự. Làm cho tâm quyết chắc trong cảnh, không do dự. Làm cho tâm quyết chắc trong cảnh, không do dự. Rồi, đúng rồi. Rồi, sự thành tựu đã có sự quyết đoán cảnh. Đã có sự quyết đoán cảnh. Phải thực hiện. Đã có sự quyết đoán cảnh. Phải thực hiện. Rồi, số 4 là nhân cần thiết. Là cái nguyên nhân cần thiết của nó là, à, có cảnh để phân đoán quyết đoán, có cảnh để phân đoán quyết đoán. Rồi, đó là bốn ý nghĩa của cái tâm sở tứ ha. Thì cái thứ nhất là về trạng thái, là cách quyết định, cách quyết định phá tan chứ không phải pháp tan ha, bỏ chữ b chót nè. Và cách quyết định là quyết định công việc làm, nó phá tan cái trạng thái lưỡng lự, à, trạng thái lưỡng lự, trạng thái lờ tờ, trạng thái lười biếng chẳng hạn, là không muốn làm nữa, muốn làm nữa, muốn không ha. Thì cái này trạng thái đó là nó phá tan luôn cái trạng thái lưỡng lự đó luôn, và quyết định phải thực hiện. À, là cách quyết định phá tan trạng thái lưỡng lự chứ không phải pháp tan, à, để cơ sửa lại nha. Rồi cái phận sự của nó, cái tâm sở này, cái phận sự nó làm cho cái tâm mình quyết chắc chắn, à, quyết định chắc chắn và không có một cái sự do dự, à, tức là không còn có sự do dự lưỡng lự nữa, tức là khi mà đã hạ quyết tâm rồi là làm chứ không còn do dự nữa. À, giống như mình nói là hôm nay là quyết tâm là phải dậy 5 giờ, là đúng 5 giờ sáng là phải dậy, à, ngồi thiền này kia, là mình khi mình đã hạ quyết tâm rồi là mình làm, à, còn mình còn lưỡng lự chẳng hạn như là xuất khá chẳng hạn, hôm nay 6 giờ vô room là nói 6 giờ vô mà giờ tới 8 giờ chưa thấy mặt, à, thì như vậy là cái tâm sở quyết định này nó chưa có, à, hoặc là nó còn là tầm mờ lắm, nó chưa rõ. Là phận sự nó là quyết tâm. Rồi sự thành tựu của nó là đã có sự quyết đoán cảnh, là đã thực hiện được cái vấn đề đó thì coi như là nó đã thành tựu. Còn nếu mà chưa thành tựu được thì coi như là chưa được thành tựu. Thì coi như là đứt, à, đứt cái quyết tâm đó, cái tâm sự quyết tâm đó không có thực hiện được, không có sanh khởi được, à, nó bị cái trạng thái như lưỡng lự do là trạng thái lười biếng nó làm cho hư cái quyết tâm đi. À,
rồi cái sự thành tựu nó đã có cái sự quý có cảnh thực hiện được cái vấn đề đó, là nhân cần thiết nó là có cảnh, hoặc một cái gì cũng phải có cảnh, có cảnh để mà nó phân đoán, để nó quyết đoán sự việc. Thì đó là bốn cái ý nghĩa mà về cái tâm sở Athimokkha, là quyết định tâm sở thắng giải, là kìa thắng giải rồi. Hiểu không ạ? Alo. Alo. Rồi, sao đâu. À. Giờ học thấy nó trôi chảy hơn hả quý vị ha? Thấy nó nhẹ nhàng hơn mấy lúc trước ha. Mấy tháng trước học thấy có vẻ bộ hơi lừng cựng, giờ nói đâu vô đó. Xa thứ ha. Rồi mai mốt là mời quý vị lên thế ha. Làm pháp sư thế một vài buổi, nhất là sư Nhật Quỳnh mốt lên thế giảng dùm bữa hay sao. Giảng dạy hậu dạy dùm bữa. Rồi tiếp theo cho bạn học ha. Có hai loại phán quyết, có hai loại phán quyết chứ không phải pháp quyết. Phán quyết là pháp là quyết định đó. Có hai loại phán quyết, đúng rồi. Một là tà quyết hai chấm, đúng quyết sai, sai quyết đúng, tà quyết. Tà quyết đúng, quyết sai, sai quyết đúng. Rồi thứ hai là chánh quyết, đúng quyết đúng, sai quyết sai. Thứ hai là phán quyết. Đúng quyết đúng, sai quyết sai là chánh quyết. Rồi đúng rồi. Thì chúng ta thấy cái sự quyết định này, nếu mà mình không có học pháp á, thì mình dễ rơi vô cái tà quyết lắm. Chẳng hạn như sát sanh mình cho là đúng thì chết luôn ha, thì nó thuộc về tà quyết. Còn cái mà bố thí giúp người này người kia, hoặc là làm những việc công đức người kia, thì mình nói cái đó là sai, nó làm nó không đúng. Bố thí phải đúng người đúng này đúng kia, mình lý luận đủ thứ, mình cũng phán quyết sai. Mình cho cái sự việc đúng thành sai, mà sai thành đúng. Chẳng hạn nhiều nói dối để mà bào chữa kia, hoặc là giúp người này giúp kia, mình nói cái nói dối đó là đúng, thì đó là mình cũng rơi vào cái tà quyết. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái phán quyết, cái sự quyết định của mình xác định vấn đề, mình quyết định hoặc là mình làm một cái gì đó nó sai mà mình cho là đúng, coi như là mình tà quyết. Phải nên cẩn trọng với như này này, phải dùng trí tuệ để mình xử lý vấn đề, chứ không phải là mình phán quyết bậy bạ được ha. Thì như vậy là được xếp vào cái nhóm về tà quyết. Còn số 2 là chánh quyết, tức là sự quyết định một cách chân chánh, đúng là đúng mà sai là sai. Chẳng hạn như mình thấy sự việc đó là đúng thì mình xác định đúng, đây là vấn đề đúng. Ví dụ như sát sanh là đúng, nói láo là đúng, là tà là phạm là đúng, đi chùa bà là đúng, không đi chùa bà là sai. Đi chùa bà mà cho là được phước là sai, mà mình cho là đúng.
Thì vợ của trai đó vì nó bị làm như vậy, thì chúng ta thấy là cái sự quyết định mà nhiều khi có những người đang lợi dụng những vấn đề mà tín ngưỡng, người ta làm những cái việc mà làm cho người khác bị hiểu lầm, phán quyết sai. Chẳng hạn như tôi mới đọc một cái tin, thấy có một cái bà đó, bà giả làm sư cô, bà giả làm sư cô đi chùa ông còn xa dữ nữa, bà giả làm sư cô cái bà đi qua bà lên nhà thờ nào đó, đó cái bà lên bà ca ngợi đủ thứ bên nhà thờ đó, làm bên kia tưởng là bà tốt lành tốt đẹp lắm, bà người biết này biết kia đó. Ai về bả là người lừa gạt, bả không phải sư cô vậy đó, bả bên đây mới gạt người ta này kia đủ thứ, xong mới chạy qua bên kia mới khen mới ca tụng Thiên Chúa, để chắc bả cũng dụ được mớ, bả kiếm được mớ, bả mượn tiền để cho con bả hút sách hút xếp vậy đó. Bên kia thì mấy ông cha thì lơ tơ mơ không biết, thì cái phán xét đúng, vậy là bài tốt, bài này. Người có tâm không có phân biệt, người có tốt không, người mà không có kỳ thị chủng tộc, không kỳ thị tôn giáo, người tốt lành là mà biết rồi, khen ông cha là ông cha khoái, ông cha được đưa lên mây, ông cha khoái lắm, khen ông cha là Bồ Tát sống này, ông cha đưa lên mây khoái lắm, chắc cũng đưa cho bà hết vài chục triệu bà dòng mất lấy gì mất tiền dòng mất rồi. Nhưng mà thấy cuộc đời nó ma mảnh ghê lắm, đủ thứ trò. Bởi vậy mình phải cẩn thận phán quyết ha, phán quyết vấn đề. Thì đó, người đời mà vì lòng tham người ta lại có thể làm đủ thứ chuyện, muốn thỏa mãn về cái sắc thinh lương vị xúc của mình, thì muốn làm được hưởng này hưởng kia thì chuyện gì cũng nhớ làm hết. Đó là vấn đề, là mình nên cẩn thận. Tiếp bước gì? Tiếp bước là sao? Không phải thiếu phước mà cái này là si mê đó. Vô minh là không thấy sự thật đó, mình sự thật mình không thấy, mình thấy tào lao đó. Kia là vô minh, mình thiếu trí, mình không có nhận xét được, thấy đụng đâu bả đâu rồi tin đó, bả đâu rồi quyết đó, thì gọi là si mê. Rồi, những điều cần nhớ, hai chấm xuống giọng. Những điều cần nhớ. Ha. Không có mặt trong ngũ song thức, cộng si hoài nghi. Không có mặt trong ngũ song thức, cộng si hoài nghi. Không có mặt trong ngũ sở thức, cộng thêm nó tức là cộng vô si hoài nghi. Không có mặt trong ngũ sở thức, cộng si hoài nghi và si hoài nghi đó. Đúng rồi, có mặt trong 110 tâm, có mặt trong 110 tâm. Rồi, hiệp cùng ba thể tánh thiện bất thiện vô ký, hiệp cùng ba thể tánh thiện bất thiện vô ký. Rồi, tương ưng tứ danh uẩn, tương ưng tứ danh uẩn.
bất tương ưng sắc quẩn. À, đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhớ ha. À, tức là không có mặt trong ngũ song thức, tức là năm thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, là ngũ song thức đó là nó không có mặt như mình đã được giảng nè. Và thêm cái si hoài nghi nữa, thì cái tâm si hoài nghi đó, thì nó không thể có mặt được, bởi vì cái tâm này thuộc về cái tâm quyết định, tâm phân đoán chắc chắn, tâm xác định, tâm quyết định. À, thì không thể có hoài nghi lưỡng lự phân vân được. À, thành ra nó không có ngũ song thức và si hoài nghi. Đúng rồi chưa? Rồi, ngoài ra từ cái này ra là 10, ngũ song thức là 10 tâm, cộng si là 11. À, thì nó có mặt trong 110 tâm, tức là trừ 11, thành ra 121, đúng không? 121 trừ 11 còn 110. À, tức là cái tâm sở thắng giải này nó có mặt trong 110 tâm. À, có đầy đủ tất cả từ ngũ song thức và si hoài nghi. Được chưa? Nắm được, quý vị nắm được bắt đầu. Rồi. Hiệp cùng ba thể tánh luôn. À, nó có cùng trong ba thể tánh luôn. Thiện cũng có, bất thiện cũng có, vô ký cũng có. À, tức là nó có đầy đủ trong ba cái thể loại tâm, thiện, bất thiện, vô ký. Và nó tương ưng với tứ danh quẩn. À, nó có tương ưng đó, và nó bất tương ưng với sắc quẩn. Bởi vì nó thuộc về tâm sở, nó thuộc về danh quẩn. Thì nó bất tương ưng với sắc quẩn. Thì như vậy những cái điều mà chúng ta cần biết là ghi nhớ là như vậy đó, tức là nó tâm sở thắng giải này, nó ái thi móc khá này nó không có mặt trong ngũ song thức. À, nó không có mặt trong cái si hoài nghi, nó không có luôn, mà nó có mặt trong 110 tâm. À, nó hiệp với ba đại tánh thiện, bất thiện, vô ký, và tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. Thì đó là những cái chi pháp mà chúng ta cần phải nắm để cho vững chắc cái nền tảng của cái vấn đề chúng ta học. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta học xong được hai tâm sở, một là tâm sở tứ và hai là tâm sở thắng giải. À, như vậy là cũng vừa phải lẽ ha. Để quý vị còn có thời giờ để ôn bài ghi sao. À, nhức đầu chứ mà. À, nhức đầu chút cho nó mới kia là phá ngu mà, lớp phá ngu mà, học phá cho nó bể cái đầu đó. Phá ngu, hết ngu. Đó. Rồi, đó là chúng ta dứt điểm xong. Giờ còn bao nhiêu phút quý vị, còn bao nhiêu phút để cho câu hỏi, đố vui để học cho nó vui. Ai đó không ký? Ờ, 29 phút này dư sức ha. Rồi, giờ cho một câu hỏi thứ nhất. Các hỏi về thuộc về tâm sở mình học rồi ha. Bây giờ học về những cái câu đố vui về tâm sở. Rồi đố vui số 1 nha. Quý vị xin Nhật Quỳnh ghi ra nha. Câu số 1. Khi có sự đụng chạm giữa các vật với nhau, khi đó có tâm sở xúc phải chăng? Khi có sự đụng chạm giữa các vật với nhau, khi đó có tâm sở xúc phải chăng? Rồi, xin Nhật Quỳnh ghi ra đầy đủ nha. Khi có sự đụng chạm giữa các vật với nhau, khi đó có tâm sở xúc phải chăng? Rồi, quý vị suy nghĩ rồi tuần tự đưa tay. Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ, trước nhất như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung hành kính tri ân huynh kinh rất là nhiều. Huynh kinh giảng giải kỹ càng chậm chạp nên khóa ngu cho Nhật Quỳnh, cũng như Nhật Quỳnh nghĩ trong đạo tràng chắc cũng có nhiều vị, nhất là có Hữu Xích và Nguyệt nè. Phải không?
Hậu Nguyệt. Dạ, Kim Hậu Nguyệt. Dạ, dạ, rất là tri ân Vinh. Dạ, Nhật Vinh xin thay mặt đạo tràng lần nữa kính cảm ơn Vinh và kính mời đạo tràng. Dạ, câu hỏi số 1. Khi có sự đúc chạm giữa các vật với nhau, khi đó có tâm sở xuất phải chăng? Dạ, kính mời quý vị đưa ta trả lời. Nhật Vinh xin xung phong trả lời trước để lãnh tiếng dịch trước cho Hoàng Nhật ha. Dạ, để lãnh tiếng dịch trước. Dạ, khi có sự đụng chạm giữa các vật với nhau, khi đó có tâm sở xuất phải chăng? Dạ, theo Nhật không, vì các vật với nhau, các vật thì nó không thể tâm sở xuất sanh lên. Khi nào cái thân mình, ví dụ như cái tay của mình đụng chạm vô cái vật gì thì mới có tâm sở xuất. Dạ, rồi Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh chắc chắn là ăn hồng dịch trước rồi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Sư nghĩ là cô Nhật Quỳnh nói đúng. Dạ, sư cũng đồng ý. Tại vì đó, hai sự đụng chạm giữa các vật, nếu mà hai vật này là vô tri vô giác thì tâm sở xuất đâu có phát sanh được, phải không? Chỉ khi nào lục căn tiếp xúc với lục trần, đó cái xúc này đó, thì nó mới có cảm giác. Là lục căn tiếp xúc với lục trần thì nó có lục xúc ha. Dạ, mô Phật, sư có ý như vậy. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, dạ kính thầy Kinh, và dạ, cái câu trả lời của Xích Nhật Quỳnh là đúng như cái câu hỏi của thầy đưa ra. Dạ. Dạ, Từ Mẫn xin đồng ý cái câu trả lời của Xích Nhật Quỳnh là đúng. Dạ, dạ kính đạo tràng, con xin xuống bớt về cho cái ý của con là Xích Nhật Quỳnh là ưu điểm rồi. Dạ, con xuống bớt. Sao hữu để mà làm cho sáng tỏ hơn nữa ha. Giờ quý vị giờ đố thêm cũng vấn đề này ha. Ví dụ như một người mà có cái sự xúc giữa cái cảnh với lại cái căn, mà một người đó là đang vẫn có tâm, vẫn có thức đầy đủ ha, mà người đó nằm hôn mê, thì như vậy tâm sở xuất có sanh không? Là một người hôn mê nằm đó, tức là vẫn còn có tâm thức đầy đủ, rồi có sự xúc chạm giữa căn với cảnh. Là ví dụ như có người khác lại khiêu người đó, rồi xúc chạm nữa khiêu người đó, thì như vậy tâm sở xúc có sanh với người đó hay không? Hello, dạ, mới có ai đưa tay không ạ? Hoặc là quý vị chat lên đi. À, hình như là có sư Thanh Tâm phải. Dạ, xin mời. Dạ, mô Phật. Một người
À, câu hỏi là một người hôn mê có tâm có cảnh, người khác lại đụng khều, có tâm sở xúc, có tâm sở xúc, tâm sở xúc có sanh không? Tâm sở xúc có sanh không? Thì mà mặc dù là hôn mê, hôn mê nhưng mà nó có sự xúc, tức là có tâm có cảnh, tức là có cái thức biết này, có cảnh này, thấy nghe mùi vị cảm thọ, có người lại đụng, tức là mà người này hôn mê. Hôn mê là đâu biết gì nữa, hôn mê là mất cái thức biết rồi. Như vậy là không ha, không có cái thức thì là không, là không có xúc sanh lên rồi. Nó phải có thức mới được. Có thức thì cái, tại vì thức nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thì thức, thân thức, thân thức và ý thức, nhưng mà người này hôn mê là mất cái ý rồi, mất ý thức rồi, cho nên câu trả lời là không ạ. Rồi kính mời vị kế tiếp trả lời góp ý ạ. Sao thưa quý sư? Thì một người mà hôn mê đó, bây giờ mình có khều, có đụng, có làm gì cũng đâu có biết. Cái thần thức nó đâu có sanh lên, mà cái tâm thần thức nó không sanh lên thì làm gì có xúc, thì không thể có tâm sở xúc sanh được, bởi vì nó đang trạng thái hôn mê. Cho nên chúng ta phải cẩn thận này, khi mà câu hỏi đưa ra mình phải dùng trí, mình suy xét kỹ cái vấn đề, nó nhiều mặt cái vấn đề đó. Bây giờ mình quyết định liền á, mình phán đoán liền lại là đúng, mà thành sai, sai thành đúng, là cái chỗ này. Một người hôn mê là coi như cái tâm ta rơi vô hộ kiếp rồi, không còn biết vậy đó. Giờ mình lại mình khiều mất, mình đánh vậy đó, họ cũng không có thể nào sanh lên cái dòng tâm thức được, mà không dòng tâm thức không sanh lên được thì không thể có tâm sở xuất phát sanh. Đó là vấn đề còn thứ nhất. Quý vị nắm được là alo, nắm được cho cái hoa đi, rồi tiếp theo cái số 2. Nắm được ha, rồi xa thấu. Rồi câu số 2. Thứ hai, thứ mình chuẩn bị nha. Nhìn thấy ai đó. Số 2, số 3 gì? Câu nãy là số 1 là số 1 quá, mà đặt thêm vấn đề cho nó rõ ra hết, cho nó rõ vấn đề thôi. Đó là câu số 1 thôi. Bây giờ câu số 2. Nhìn thấy ai đó hay đụng vật nào đó thì được gọi là xúc gì? Nhìn thấy ai đó hay đụng vật nào đó thì được gọi là xúc gì? Hay cho xúc gì chấm hỏi. Câu hỏi số 2 đó, nhìn thấy ai đó hay đụng vào vật đó, vật nào đó thì được gọi là xúc gì? Rồi, đó là câu số 2, đưa lên ha. Rồi, mời quý vị lên giải thích cho nó tuyệt vời ha. Dạ, nó mời quý thầy đó. Nam mô Bụt Thầy giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào huynh kinh, kính chào đạo tràng. Dạ. Nhóm bình xung không nữa nha. Xung phong mà ăn hột vịt lộn, quên ăn hột vịt nhớ nha quý vị, nếu mà đừng theo Nhật Quỳnh nha, theo Nhật Quỳnh thì xúm nhau ăn hột vịt, nhất là xích từ mẫn nha. Tại vì cái hiểu nghe hiểu Nhật Quỳnh nó rất là ít về diệu pháp. Dạ. Nhìn thấy ai đó hay đụng vật nào đó thì gọi là xúc gì? Nhìn thì gọi là nhãn xúc, đụng vật thì thân xúc. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ biết có nhiêu đó thôi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Hello, thì Trần Đạo là có cảnh xúc hôm nay nữa, là canh xúc hả? Trần Đạo là canh xúc hả? Đúng rồi, sư Điện Quỳnh trả lời đúng chính xác rồi. Sư Điện Quỳnh trả lời đúng chính xác rồi. Cho 10 điểm là câu đó. Mà nhìn thấy ai đó thì lùi về nhãn xúc, mà đụng vật nào đó thì gọi là thân xúc. À, mình không khéo mình không không để ý, mình dính vô cái chữ mà nhìn thấy ai đó đầu là mình ghi con cái nhãn xúc không là mình trật. À, đây là hai cái xúc lực, nhãn xúc và thân xúc. À, xa thú sư Nhật Quỳnh ha, trí tuệ thông minh, trí tuệ sáng suốt ha. Rồi câu số ba, xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó, hay tưởng có mặt nơi nào thì xúc có mặt nơi đó. À, câu trả lời câu hỏi vậy đó. Xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó, hay tưởng có mặt nơi nào thì xúc có mặt nơi đó. Giải thích. Xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó, hay tưởng có mặt nơi nào thì xúc có mặt nơi đó. À, giải thích ra, quý vị là mời quý vị lên giải thích nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ. À, Quỳnh Kinh ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh gõ cái chữ này có đúng hay không? Dạ, hay sai chỗ nào cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ dạ, cảm ơn Quỳnh. Dạ, xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó, tưởng có mặt nơi nào rồi xúc có mặt nơi đó, có đúng không Quỳnh hay là Nhật Quỳnh sai chỗ nào ạ? Dạ, vậy là đúng rồi, không phải sửa phải không Quỳnh? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm. Dạ, mời đạo tràng có thể đưa bàn tay lên thảo luận câu hỏi số 3. Dạ, con kính nhân Bích Đinh Sư. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Thầy Kinh, chào đạo tràng. À, chết cha, cô Nhật Quỳnh ơi, chắc ăn học quá à. Câu số 3, xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó. Thì câu này có lý ha. Bởi vì xúc á, ví dụ lục xúc phải không? Lục căn tiếp xúc với lục cảnh thì nó có lục tưởng ha. Thì câu này đúng là xúc tưởng thì có mặt ở nơi đó. Còn cái tưởng á, có mặt nơi nào thì xúc có mặt nơi đó. Tưởng nó không có đi trước xúc được, nó phải có xúc thì nó mới có tưởng. Yeah, cho nên cái câu đầu thì rõ nghĩa, còn cái câu số 2 á, thì nó mơ hồ, không có rõ nghĩa. Phải nói là xúc có mặt nơi nào. Câu số 2 là phải nói là xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó. Ý đồng ý không? Ví dụ như cái câu số nhất nè. Câu thứ nhất là xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó. Ví dụ lục căn tiếp xúc với lục trần nó sinh ra lục thức phải không? À, lục tưởng chứ. Ví dụ con mắt mà nó nhìn thấy cái nhà đó thì cái nhà đó là cái tưởng.
mũi mà nó tiếp xúc với mùi thì nó sanh ra mùi, mùi thơm, mùi phở, mùi mùi phở hay là mùi bún gì đó chẳng hạn, thế đó là tưởng. Thì ví dụ âm thanh, âm thanh nó nghe người ta hát, mình biết đây là Khánh Ly hát thì đó là tưởng, xúc tưởng. Thì khi mà lục xúc thì nó có lục tưởng. Thì câu đầu đúng là xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó. Còn tưởng mà có mặt nơi nào thì xúc có mặt nơi đó. Cái câu này bị ngược rồi. Nó phải có xúc trước, xúc là nó mới sanh ra tưởng được. Dạ, một Phật đó là xưa là như vậy. Rồi, kính mời về kế tiếp. Rồi, kính mời Đạo Huynh. Dạ, một lần nữa Đạo Huynh xin kính chào Đạo Tràng. Kính chào Sư Trí Đức, Sư Thanh Tâm, Sư Huynh Kinh Nguyên Anh Đá và toàn thể anh chị em trong Đạo Tràng. Thì cái câu này là Đạo Huynh nghĩ là cả hai đều đúng hết. Tại vì xúc có mặt nơi nào á, ví dụ mình thấy nóng một cái là mình thấy là tưởng là có mặt nơi đó liền, là nóng thì biết nóng liền. Còn câu thứ nhì là tưởng có mặt nơi nào thì xúc có mặt nơi đó, thì cái câu này nó cũng đúng. Tại vì chẳng hạn như là mình thật ra không có thấy ma gì đâu, mà tự nhiên mình tưởng tượng thấy cái ma tự nhiên giật mình, tự nhiên tim đập mạnh rồi tay ra mồ hôi ướt đẫm rồi rất là lo sợ vân vân và vân vân. Thành hai cái câu này nó đều có thể đúng cả. Dạ, đều đúng. Dạ. Thì đó là ý kiến của Đạo Huynh. Còn không hiểu là quý vị như thế nào thì dạ. Đạo Huynh xin nhận biết ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh chư tôn đức nhập kinh kính chào đạo tràng. Dạ, con không thấy ai đưa tay nên con xin đưa tay trả lời để góp phần cùng với thân tỏ thành tâm ăn trứng ngỗng hả bạch sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, câu số 3, xúc có mặt nơi nào xúc có mặt nơi nào tưởng có mặt nơi đó, tưởng mặt nơi nào xúc có mặt nơi đó, phải không? Dạ, đúng rồi, phải có chữ, có dấu hỏi là tập là như vậy phải không Vinh? Dạ, cái vế thứ nhất, xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó, thì Nhật Vinh thấy câu này đúng. Tưởng có mặt nơi nào, xúc có mặt nơi đó thì Nhật Vinh thấy sai. Lý do mình tưởng thôi thì làm sao mình có đụng chạm được để mà mình có cái thức nó sanh lên, tức là có cái xúc nó sanh lên. Là Nhật Bình thấy cái câu sau này là sai. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ kính mời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, thưa thầy kinh, hết giờ rồi. Thầy kinh lên cho kết quả đi, cho mấy hộp mấy trứng ngỗng cũng được hết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, kính mời thầy kinh cho kết quả để kết thúc buổi học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, xà thú, xà thú. À, quý vị... quên bài trên này, học quên hết nè. Về tâm sở biến hành, có bao nhiêu tâm sở? Thì mình mới đánh ra coi, tâm sở biến hành. Bảy, là gì đóng?
bảy tâm sở biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, bảy tâm sở biến hành, đúng chưa? Thì bảy tâm sở biến hành này là như thế nào? Tại sao gọi là tâm sở biến hành? Tại sao gọi là tâm sở biến hành? Học rồi đó nha, các bạn phải khảo bài để cho nó nha. Tại vì bảy tâm sở này nó có mặt trong tất cả các tâm, không thể nào thiếu. Thì một cái tâm sở sanh lên đều phải có sáu cái tâm sở kia đi theo hết, là không thể thiếu. Tức là tâm sở xúc có mặt, thì thọ có mặt, tưởng có mặt, tư có mặt, xúc thưởng tư nhất hành có mặt, mạng quyền có mặt, và tác ý có mặt. Bảy tâm sở đều có mặt chung, không thể thiếu. Thì như vậy xúc có mặt nơi nào thì tưởng có mặt nơi đó, đúng. Tưởng có mặt nơi nào thì xúc cũng có mặt nơi đó, đúng. Chứ không thể nói là mình không thể lý luận theo cái kiểu mà mình giống như mà đúng sai là sai, quyết đúng vậy không? Là cho anh học dịch được vậy phải không? Mấy học dịch nhờ hỏi quý vị cho mấy cái học dịch. Rồi mấy học dịch cho free không à, chết rồi. Rồi lắm được không, hiểu không? Tức là nó là một trong những cái tâm sở biến hành mà nó phải có mặt đồng đủ nha, không có thiếu được, không có thể nào thiếu một thằng được, hay này có, thằng kia có, thằng kia có, thằng này có, à nó là như vậy. Rồi như vậy là chúng ta hôm nay là học được hai tâm sở, là tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở gì đâu qua rồi ấy, là như vậy, nhìn nhận điều thấy liền hả. Rồi đó, nhưng mà học được hai tâm sở và một số câu hỏi để mà là cho giúp cho mình là động não để mình thấy được cái chi pháp. Rồi đó là xà thứ ha. Rồi hôm nay là chấm dứt buổi học hôm nay. Rồi xin nhường mic lại cho xin Nhật Quỳnh ha, lên làm việc ha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú kính cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ Quỳnh vừa nhắc là Nhật Quỳnh dở bản nêu ra nhìn là thấy biết liền, biết mình sai rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ dạ con cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm, chúng con sám hối xong, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm từ bi phúc chúc cái đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tâm ăn ghê na văn đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tâm ăn bụt thể vô khá ni tổ đô sơ bụt thô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý nên Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na văn đề hằng tâm anh cho được vị thăng và răng thầm mê vô khá ni tổ đô sơ thầm mô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na văn đề hằng sẵn khanh cha được vị thô tâm ăn sẵn khê vô khá ni tổ đô sơ sẵn khô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính dâng bích đến sư. Sappi ti yo vivacchantu sappa rogo vinasatu mate bhavarayo sukhi diga yuko bhava apivadana silesani chang vutta bacchino chattaro dhamma vatthanti ayuvanno sukhang balang bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te bhava tu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nuva
ve na sa da so ti ba wan tu te ba wa tu sap pa mang ga lang ra khan tu sap pa de wa ta sap pa sang ya nu ba ve na sa da so ti ba wan tu te. Người có trí là người hay thấy thọ, thấy lực, thấy sắc đẹp, thấy trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui, thiền được sự an vui. Người tinh tấn, thấy thọ, thấy lực, thấy sắc đẹp, thấy trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tái hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ vái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai và đề quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thụ bê kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu bu chi ta sa thình ka rôn tê tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha ma cha na qua ca cha phít kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga cha ít sa ra. Sáp ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tế cha ra bu cha ye bi cha an đa sam pha qua san se đa cha ta a tha vô ba ba ti ca niu ya ni căng tham ma qua răng ba tích cha tê sáp bê bi đu kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma ra cha phụ ca la sang go ho tu sa ma go wa a tha ya cha hi ta và cha âm hê ra khà tu sát thầm mô sáp bê bi thầm ma cha di nô vụt thinh sâm ba bù nãy gia ma thầm ma đi dập và quê đi tên. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thực các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm hẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giáo truyền. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học di diệu pháp ngày hôm nay, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Độc Đạt, chùa Kỳ Viên, chùa Chân Lý Thiền Đường, chư thiên chung quanh nhà huynh kinh, nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi
xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni ban na sa ba ho tu. Y đăng huynh nhân ni ban na sa ba cha yo ho tu. Y đăng huynh nhân ni ban na sa ba cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và huynh kinh đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học diệu pháp để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài và huynh kinh cầu mong phước này trợ duyên quý ngài huynh kinh sớm thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, học pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc huynh kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với tăng bảo, thành tâm sám hối đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ thị xã cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, kính cảm ơn huynh và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng trong vài giây tới. Nam mô Bích Tha Giá và kính chào tạm biệt đạo tràng. Tu thiền định khám nhẫn không buông lung.